Thưa quý vị, chiều 4 tháng 7 năm 2023, thông tin từ Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết, trung tâm này vừa lập biên bản một nhân viên vệ sinh làm việc tại sân bay Đà Nẵng có hành vi giấu điện thoại của hành khách. Trước đó, lúc 11 giờ 45 phút ngày 1 tháng 7, Trung tâm An ninh Hàng không nhận trình báo của hành khách quốc tịch Hàn Quốc đi trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng về việc bị mất điện thoại iPhone 11 ở khu vực công cộng nhà ga quốc tế T2 sân bay Đà Nẵng và nhờ lực lượng an ninh hỗ trợ tìm lại. Trong quá trình tìm kiếm, du khách Hàn Quốc tự định vị và xác định được điện thoại đang ở trong sân đỗ ô tô nhà ga quốc tế T2, cách vị trí của người này khoảng 100m. Lực lượng an ninh trích xuất camera phát hiện trước đó 30 phút, người đàn ông 56 tuổi ngụ xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là nhân viên vệ sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mỹ, nhặt được điện thoại tại bồn hoa gần trụ số 6. Tuy nhiên, ông này không thực hiện theo quy định về việc phát hiện tài sản của hành khách mà mang iPhone ra sân đỗ ô tô để dưới gốc cây, dùng cỏ khô che lên. Qua làm việc, ông này khai nhận do thấy điện thoại đẹp nên khi nhặt được không báo với đơn vị mà mang cất giấu, chờ hết ca sẽ mang về. Thông tin từ Trung tâm An ninh Hàng không tại sân bay Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mỹ chịu trách nhiệm giáo dục, chấn chỉnh nhân viên, thực hiện đúng quy trình khi phát hiện hành lý tài sản vô chủ, không để tái diễn tình huống tương tự. Những tin tức mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.